Quý vị thân mến, tại các vùng quê nông thôn hoặc nhà phố nhưng có diện tích đất lớn hiện nay được rất nhiều chủ đầu tư ưu ái lựa chọn những mẫu nhà vườn cấp 4 để xây dựng. Những mẫu nhà cấp 4 được thiết kế hài hòa, kết hợp với sân vườn đẹp rộng rãi mang đến một không gian sống tận hưởng thực thụ cho mọi người. Bởi vậy mà từ trước đến nay, mẫu nhà vườn cấp 4 chưa bao giờ là hết hot và ngày càng được biến hóa sáng tạo trong thiết kế với những ý tưởng độc đáo. Và sau đây Ngọc Huyền sẽ giới thiệu cho quý vị top 5 mẫu nhà vườn đẹp nhất và được yêu thích nhất quý 4 năm 2021. Rất nhiều sự lựa chọn để cho quý vị tham khảo. Mẫu nhà nằm ở vị trí đầu bảng chính là công trình mái thái một tầng của chủ đầu tư là anh Chiến ở Thuận Thành, Bắc Ninh. Khi nhìn vào ngôi nhà của anh Chiến, ta có thể thấy được tính thẩm mỹ rất cao của mái thái. Từng chi tiết vòm hay các mái hình chữ A xếp chồng lên nhau, tạo cho ngôi nhà thêm phần bề thế đồ sộ. Công trình nổi bật với màu sơn trắng nhẹ nhàng làm chủ đạo, kết hợp với các mảng tường xanh nhạt và điểm nhấn xanh dương ở phần mái. Những đường phào chỉ nhẹ nhàng cùng vòm mái sảnh theo xu hướng bán tân cổ tạo nên điểm nhấn cho ngoại thất của căn nhà. Cùng với đó là không gian ngoại thất xung quanh được trang trí rất nhiều bồn hoa cây cảnh, tạo không gian sống hòa nhập với thiên nhiên. Phần chân đáy nhà được ốp gạch giả đá chống ẩm mốc, vừa bảo vệ tường vừa có tác dụng là trang trí, kết hợp cùng bậc ngũ cấp sẽ làm cho căn nhà của chúng ta nhìn cao ráo và bề thế hơn rất nhiều. Cửa chính được sử dụng bằng gỗ lim Nam Phi và cửa sổ thì được sử dụng hệ cửa lùa nhôm kính 4 cánh sinh pha. Ngôi nhà có chiều ngang là 9,3m và chiều sâu là 14,7m. Như vậy thì ta sẽ có diện tích mặt bằng công năng gần 136m2. Từ sảnh chính rộng bước vào thì chúng ta sẽ đến với phòng khách rộng 23,2m2. Ở đây thì được đặt một bộ sofa lớn kết hợp gỗ tự nhiên. Ngoài ra thì còn thiết kế thêm một kệ tivi để phù hợp nhu cầu giải trí cho mọi người. Phòng khách còn có 3 cửa sổ giúp mang lại không gian mát mẻ và ánh sáng thông thoáng vào cho căn phòng. Từ phòng khách bước sang phía đối diện thì chính là một phòng thờ rộng 9,7m2. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phòng bếp kết hợp phòng ăn rộng 20,1m2. Ở đây thì chúng ta có thể đặt một bàn ăn lớn khoảng tầm từ 6 đến 8 người. Từ phòng ăn đi ra thì chính là sảnh phụ ngay phía bên hông nhà, có diện tích là 7m2. Tủ bếp vẫn thiết kế theo hình chữ L với đầy đủ tiện nghi như bếp từ, bồn rửa, tủ lạnh. Một nhà vệ sinh chung rộng 4,3m2 được trang bị đầy đủ các thiết bị nội thất cơ bản như lavabo, bồn vệ sinh, vòi tắm sen. Căn nhà thiết kế với 3 phòng ngủ, trong đó thì có một phòng ngủ master có diện tích là 14,6m2 với một nhà vệ sinh riêng rộng 4,3m2. Hai phòng ngủ không khép kín với một phòng ngủ rộng 12,8m2 và phòng còn lại thì có diện tích là 13,1m2. Vị trí thứ hai trong top 5 lại là một mẫu nhà mái thái với chủ đầu tư là anh Thanh ở Yên Thành, Nghệ An. Nhìn tổng thể, ngôi nhà được thiết kế theo phong cách bán tân cổ với hệ mái thái không chỉ mang lại sự bề thế cho ngôi nhà mà còn có tính năng tản nhiệt chống nóng tốt hơn. Cộng với hệ thống tường bao thì đều có thiết kế màu sắc đồng nhất với ngôi nhà, với hai màu sơn chủ đạo là trắng và xám các mảng tường, màu xanh của mái ngói và các chi tiết con sơn giả gỗ màu nâu, tất cả được pha trộn khá hài hòa. Nâng đẩy hệ mái thái là hệ thống hai cột trụ vuông vắn khỏe khoắn được sơn trắng, có những đường kẻ chỉ màu xám cùng đèn trang trí phía trên làm tăng thêm tính thẩm mỹ. Đồng thời thì chân cột và chân tường được ốp gạch giả đá càng làm tăng sự bề thế cho công trình. Phần cửa chính được sử dụng gỗ lim Nam Phi kết hợp với pano kính. Toàn bộ cửa sổ được sử dụng nhôm hệ sinh pha kết hợp kính cường lực. Sảnh chính rộng khoảng tầm 12m2 với bậc ngũ cấp tạo sự bề thế cao ráo cho ngôi nhà. Bên cạnh đó thì còn mang lại ý nghĩa phong thủy rất lớn, thể hiện được đầy đủ những yếu tố thuận lợi theo thuyết ngũ hành. Với chiều rộng là 16,2m và chiều sâu là 10,2m, chưa tính sảnh. Như vậy thì ta có tổng diện tích mặt bằng công năng khoảng tầm 165m2. Bước từ sảnh vào thì chính là không gian phòng khách rộng 41,6m2. Ở đây thì ta có thể thấy là nổi bật lên thì đều là màu sắc của gỗ, từ bộ sofa kết hợp gỗ tự nhiên, kệ tivi, rồi các hệ lam được thiết kế xung quanh, tạo cho không gian phòng khách thêm sang trọng mà vẫn giữ được nét mộc mạc. Từ phòng khách, ta sẽ đi thông ra một sảnh phụ bên hông nhà rộng 8,4m2. Cạnh phòng khách là một phòng thờ có diện tích là 11,2m2. Không gian tiếp theo là phòng ăn rộng 12,4m2. Từ khu vực bàn ăn thì ta có một cửa đẩy thông ra khu vực bếp với diện tích là 10,2m2. Khu vực bếp thì có thiết kế hai cửa sổ cùng một cửa đi ra mặt trước của ngôi nhà. Khu vực vệ sinh chung được thiết kế tách biệt một nhà vệ sinh và một phòng tắm. Nhà vệ sinh rộng 2m2 có lavabo, bồn vệ sinh và vòi tắm sen. Phòng tắm còn lại thì có diện tích là 4m2 gồm một bồn tắm lớn và một vòi sen tắm đứng. Toàn bộ căn nhà thì có 4 phòng ngủ, trong đó thì có một phòng ngủ master khép kín với diện tích là 10,2m2, có thêm một nhà vệ sinh riêng là 3,7m2. Các phòng ngủ còn lại không khép kín với diện tích lần lượt là 12,2m2, 9,2m2 và 11,3m2. Tất cả phòng ngủ thì đều được trang bị đầy đủ nội thất như là giường ngủ, tủ quần áo, bàn trang điểm, TV. Vị trí top 3 sẽ thuộc về mẫu nhà mái Nhật theo phong cách hiện đại được thiết kế cho gia đình nhà chị Nhi ở Kiên Giang. Thiết kế mái Nhật khéo léo tôn lên vẻ đẹp thanh thoát cao ráo cho ngôi nhà. Nâng đỡ cho hệ mái là hệ thống hai cột trụ lớn vuông vức được ốp gạch màu xám tạo sự khỏe khoắn cho căn nhà. Bên trên thì còn trang trí thêm các đèn để bật vào buổi tối cho không gian thêm lung linh sinh động.
hãy bật ngũ cốc đi lên làm ngôi nhà trông thanh thoát hơn. Hai bên có tạo hai bồn hoa giúp ngôi nhà được hòa nhập với thiên nhiên, tạo một không gian mát mẻ dễ chịu sảng khoái. Toàn bộ hệ thống cửa chính, cửa đi và cửa sổ được sử dụng nhôm hệ sinh pha kính cường lực an toàn. Với chiều rộng là 17,8m và chiều sâu là 12m, từ cửa chính bước vào thì sẽ là không gian phòng khách với diện tích là 35,7m2. Diện tích này thì hoàn toàn đáp ứng được công năng sử dụng cho gia chủ trong việc tiếp đón các vị khách. Từ phòng khách thì ta sẽ đến với một phòng thờ rộng 98m2, được thiết kế tỉ mỉ kỹ càng để đảm bảo mang lại cho chủ đầu tư một nơi thờ tự uy nghiêm và trang trọng nhất. Khu vực tiếp theo thì chính là phòng bếp kết hợp phòng ăn có diện tích là 33,6m2. Hệ tủ bếp thiết kế theo hình chữ U không khép kín, được bao quanh bởi 3 mặt tủ, tạo nên không gian nấu nướng vô cùng linh hoạt và biệt lập. Các kiến trúc sư cũng thiết kế một sảnh phụ phía bên hông. Sảnh phụ này thì kết hợp với một cửa sổ giúp điều hòa không khí, tránh các mùi thức ăn khi nấu nướng. Từ bếp thì chúng ta có một lối thông ra gara có diện tích là 10,4m2. Nhà vệ sinh chung có diện tích là 6,3m2, bao gồm lavabo, bồn vệ sinh, vòi tắm sen. Căn nhà có tổng cộng 3 phòng ngủ, trong đó thì có một phòng ngủ master có diện tích là 21m2 với nhà vệ sinh riêng biệt rộng 7,7m2. Phòng ngủ khép kín còn lại thì có diện tích là 16,1m2 cùng nhà vệ sinh rộng 6,7m2 và phòng ngủ cuối cùng không khép kín rộng 14,6m2. Đứng ở vị trí thứ tư là mẫu nhà của anh Cảnh ở Tuyên Quang. Với tổng diện tích lô đất lên đến hơn 800m2, các kiến trúc sư đã thiết kế chỉ có 30% diện tích xây dựng cho ngôi nhà chính, còn lại là dành không gian để bố trí tiểu cảnh sân vườn, nhà để xe. Nhìn tổng thể thì ngôi nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại, mang lại sự trẻ trung, khỏe khoắn và tinh tế. Bao bọc phía trên thì chính là một hệ mái Nhật, một hệ mái khá quen thuộc trong các thiết kế của Mark Home. Phần mái Nhật ở đây thì đã được tôn lên cao theo ý kiến của gia chủ, giúp ngôi nhà trông cao ráo hơn, nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp vốn có của mái Nhật. Màu sắc tổng quan của ngôi nhà khá hài hòa với màu trắng của tường, màu xanh của mái và điểm xuất thêm các mảng tường được lát đá với những đường vân nổi bật làm tăng lên tính hiện đại cho ngôi nhà. Sảnh được thiết kế với bậc ngũ cấp đi lên và hai cột trụ vuông vắn tạo sự vững chãi bề thế cho ngôi nhà. Toàn bộ sảnh và bậc thềm được lát bằng đá granite. Phần chân cột và chân tường được ốp bằng gạch màu xám tạo nên điểm nhấn. Bên cạnh đó thì còn giúp bảo vệ cho công trình của chúng ta bền bỉ, tránh rêu mốc nứt vỡ. Hệ cửa chính sử dụng gỗ lim Nam Phi, toàn bộ cửa sổ, cửa sảnh phụ chúng tôi sử dụng nhôm kính hệ sinh pha, không chỉ bền bỉ, chắc chắn mà còn giúp không gian thêm rộng hơn. Với chiều ngang là 14,5m và chiều sâu là 14,8m, như vậy thì ta có tổng diện tích mặt bằng công năng sử dụng khoảng tầm 214m2. Từ sảnh chính rộng 9m2, bước vào không gian đầu tiên là phòng thờ, có diện tích là 13m2. Phòng khách của căn nhà thì có diện tích rất lớn, lên đến 41m2, được bố trí một bộ sofa để gia chủ có thể thoải mái tiếp khách, cùng với một TV để đáp ứng đầy đủ nhu cầu giải trí cho cả gia đình. Bếp và phòng ăn thì kết hợp có diện tích 30m2, hệ tủ bếp trên và dưới đồng nhất với nhau có hình chữ L, giúp ta di chuyển dễ dàng trong khi nấu nướng, bên cạnh đó thì còn tránh những yếu tố về phạm xung cho phong thủy. Từ bếp ta có một lối đi ra sảnh phụ phía bên hông nhà có diện tích là 5m2. Nhà vệ sinh chung được đặt ở phía cuối của căn nhà rộng 4,4m2. Cạnh nhà vệ sinh chung thì chính là một cửa hậu bước ra phía sau của căn nhà. Ở đây thì có đặt máy giặt và bố trí thêm một sân ướt rộng 4m2 để thuận tiện cho việc sinh hoạt. Thiết kế mặt bằng công năng của căn nhà với 4 phòng ngủ, trong đó thì có 2 phòng ngủ khép kín với tổng diện tích là 15m2, đều có nhà vệ sinh riêng biệt rộng 4m2. 2 phòng ngủ không khép kín còn lại với một phòng ngủ rộng 14m2 và một phòng ngủ dành cho khách rộng 12m2. Vị trí cuối cùng trong top 5 thì chính là công trình nhà anh Thăng ở Bình Phước. Nhìn tổng thể thì ngôi nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại với những đường nét đơn giản, hình khối vuông vắn, màu sắc chủ yếu là tông màu lạnh như là màu trắng, màu xanh, điểm nhấn thêm một bức tường được ốp đá phía trước tạo nên nét thẩm mỹ cho không gian ngoại thất. Phía trên mái thì có tạo một ống khói giả làm tăng thêm vẻ đẹp cho công trình. Ở phần mái thì còn có mô tạo một ô để tách nước và thái dương năng để phục vụ sinh hoạt cho cả gia đình. Nâng đỡ hệ mái chính là hệ thống hai cột trụ lớn vuông vắn được trang trí bằng các đường kẻ chỉ và đèn chiếu sáng, tạo cho ngôi nhà thêm phần bề thế vững chãi. Bậc ngũ cấp đi lên tạo cho ngôi nhà thêm phần cao ráo. Toàn bộ phần sảnh và bậc thềm được lát bằng đá granite, tạo thêm phần sang trọng cho khu vực này. Bảo vệ phần chân tường khỏi rêu mốc nứt nẻ, đó chính là phần gạch thẻ được ốp xung quanh rất cứng chắc, chống chịu được các tác động ngoại lực của thời tiết. Các bồn hoa chậu cảnh được đặt phía trước nhà vừa tạo nét đẹp mà còn giúp ngôi nhà tràn đầy sức sống, hòa nhập với thiên nhiên. Toàn bộ cửa chính và cửa đi của ngôi nhà được làm bằng nhôm kính hệ sinh pha, chống chịu lực, chịu nhiệt cách âm tốt. Với chiều ngang mặt trước là 7,5m và chiều sâu là 20,3m tính cả sảnh, như vậy thì ngôi nhà có tổng diện tích sử dụng lên đến 152m2. Từ sảnh chính rộng 10,8m2, bước vào không gian đầu tiên là phòng khách với diện tích là 23,2m2. Phòng bếp kết hợp phòng ăn thì có diện tích rộng lên đến 38m2. Từ không gian bếp ta có một sảnh phụ đặt phía bên hông nhà và một cửa hậu đi ra phía sau của căn nhà. Hai cửa này thì kết hợp giúp cho không khí được lưu thông, tránh các mùi thức ăn khi nấu nướng. Căn nhà có tổng 3 phòng ngủ 1 và phòng ngủ 2 thì có tổng diện tích là 12,2m2, phòng ngủ 3 có diện tích lớn hơn là 14,9m2.
Ba phòng ngủ này thì đều có sắp xếp các nội thất cơ bản và phòng ngủ nào thì cũng có thiết kế cửa sổ để lấy sáng và tạo không gian thông thoáng cho căn phòng. Khu vực vệ sinh chung được chia làm 3 phòng: phòng giặt, phòng tắm và một phòng vệ sinh tách riêng. Phòng giặt thì có diện tích là 3,8 m², được thiết kế mở. Phòng tắm nằm phía trong với diện tích là 3,2 m² và phía ngoài thì chính là một phòng vệ sinh rộng 1,9 m². Vừa rồi là top 5 mẫu nhà vườn cấp 4 đẹp nhất quý 4 năm 2021 của Mark Home. Hy vọng rằng qua video này, quý vị sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn để tham khảo. Và những ai đang có ý định thiết kế và thi công trọn gói cho ngôi nhà của riêng mình, thì liên hệ ngay từ số hotline của chúng tôi để nhận được tư vấn sớm nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.